Một đoạn video vừa được chia sẻ trên YouTube ghi lại cảnh tượng một chú chó mẹ được một người qua đường cho một chiếc đùi gà tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan. Nhưng đã có hành động rất bất ngờ. Dù đang đói, chú chó mẹ có thân hình gầy gò này không hề ăn chiếc đùi gà mà ngoạm chặt nó trong miệng, chạy luôn lách qua khu chợ và mang nó về ổ, nhưng lại cho bốn con chó nhỏ. Mở bán là một màn chúc mừng sinh nhật lầy lội bẩn bựa hơn cả phân ngựa. Trời mấy em, được đám bạn thân tạo bất ngờ như ngày sinh nhật mà giống tội nhân bị áp giải đi xử tội ghê. Quà sinh nhật mới gọi là sóc bể cái cốc nhé. Món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa dành cho những đứa suốt ngày đi chơi mà hỏi toilet ở đâu. Tội nghiệp cô gái đang mơ về một sinh nhật đầy hoa và quà, ai ngờ lại gặp cảnh này. Đúng là hội bạn thân không chợt đi đâu được. Cuộc đời ai cũng nên có một đám bạn thân bữa bữa như này mới vui. Nhớ ngày xưa mình cũng từng có một đám bạn thân như vậy, vừa nghèo mà vừa vui. Giờ vẫn vui, nên vẫn còn nghèo y chang vậy đó. Đúng là tài không đợi tuổi. Suốt trái banh không những bén giả mang con ngang mà còn nhảy đẹp không thua gì idol chớp chớp. Sống mấy chục nồi bánh chân tôi toàn nghe răng nạo dừa, chứ chưa bao giờ nghe răng nạo dưa cả. Răng lợi bát thế này thì hàng dao kéo người ta ế chỏng mông. Khi bạn muốn đi chơi trung thu nhưng sếp cầm bát xếp hàng trong trời mưa thì che áo mưa ta múa lần luôn cho nó máu. Được, hào hán, hào hán. Nhìn xa cứ ngỡ lúa vàng, nhìn gần mới biết là xe xích vàng. Rồi ôi, nhiều người muốn xem lại tác phẩm của mình lắm hay sao mà bu vào xe hút cống thế không biết. Mùi hương nồng nàn cả một góc trời luôn. Bản vẽ thi công thì 10 cây sắt qua tay nhà thầu còn 8, sang ông thủ kho còn 7, đến tay ông thợ xây thì còn 5 cây. Bảo sao xây lên không đổ. Người ta thì trồng cây gây dựng nên rừng, còn các ông chặt cây gây lộn với rừng. Bảo sao đồi không trồng, đất không trống. Cứ thế đến mùa, núi cứ thi nhau sạt lở ào ạt đổ xuống nhà các ông thôi. Chuyện gì cũng có lý do, chứ không có gì là tự nhiên cả. Chỉ là quả táo nhãn lòng thôi mà. Đợt lũ quét này chỉ cần đi đường quyền cơ bản thôi là nhà còn cái nệt. Đi câu cá mà bị con cá câu ngược lại mới ghê. Câu được con cá này chất lượng phết nhỉ. Tàu ngầm thời nay lạ ghê các ông nhỉ. Không chỉ chìm dưới nước mà còn có bánh nữa. Chắc là để lăn dưới đáy biển. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đầu xuôi nhưng mà đuôi bị mắc kẹt rồi chế ơi. Mắt ông tài xế chắc để trên trán nên không thấy gầm cầu nó thấp hơn xe hàng của mình. Kiểu gì? Mở cửa ra thấy cái cảnh mà nhát muốn nói luôn các ông ạ. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. Chúa tể thù phạt mới có thể ra đòn chí mạng như này được các ông ạ. Đỉnh cao của sự trả thù người yêu cũ là đây. Ngày xưa đi tàu bị say sóng, ước được đi tàu nhưng không đi tàu. Giờ cậu được ước thấy, nhưng cái kết này khiến 500 anh em phải khóc ròng. Tàu người ta đi nó nổi trên mặt nước, còn tàu mình đi nó chìm nghiễm như tàu ngầm. Đã thế còn gió vùi sóng dập. Từ nay xin chừa câu sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ. Sương gió phủ đầu mà không thấy tương lai luôn, chứ đừng nói nhờ ai. Phong cách lấy chìa khóa của những người ra đường không lắm não, kiểu bị lai ớ phai rồi bay luôn phai cũ. Cậy được cánh cửa chắc cũng khóc cạn. Khổ thật, thân xác học sinh mà đòi đi xe phụ huynh. Kiểu này chắc dựng xe dưới gốc cây rồi trèo lên cây nhảy xuống yên xe, chứ chân dài quá tận 2 mét bẻ đôi. Làm việc chim quốc kiểu năm 1900 hồi chưa có điện, cổ lỗ sĩ xúc được đống cát bằng xây chục cái nhà. Quả chân trống uy tín chất lượng dành cho team đam mê chân gà nướng, chân gà ngâm xả tắc. Ủa alo, người ta nhờ sửa nhà chứ có nhờ săn lắp mặt bằng đâu mà phá nhà người ta. Cái kết của việc đang tuổi ăn chơi tự nhiên bị bắt đi làm bố người ta. Làm bố vẫn không quên làm điên làm khùng. Tôi không nói là ông áo đen bị ngáo đâu, ổng bình thường lắm. Lỗi là do cái xe nó không nói với ổng là nó đẩy được thôi. Anh quay phim lúc này tự an ủi nghề đi đôi với nghiệp, nên nghiệp quật là chuyện thường thôi. Ôi vài ôi. Chuyến đi
nhớ đời thì hại nhân đôi. Đứa nào đi nữa làm chó gâu gâu. Tài năng cỡ nào mới có thể đạt đến cảnh giới lái xe như này nhỉ? Chơi cù là nghệ thuật, nhưng mà người chơi cù phải là lực sĩ mới quăng nổi quả cù này. Ban đầu là cù xíu to khổng lồ, nhưng chơi một hồi thành cù lần luôn. Không phải anh vừa bước qua con kênh đâu, mà bước qua cánh cửa nhà ông thần chết đấy. Làm như này thì chịu, chứ không đổ thừa cho ai được cả. Cào ngang ngược như cua thế, bảo sao không đổ vào đầu. Một chiếc cabin có gì đó sai sai quá sai luôn. Cứ tưởng xe máy bốc đầu là oai, giờ gặp xe tải bốc đầu như này mới xanh mặt. Mười đêm, mười đêm. Để xem cái lớp xe có nên cơm cháo gạo tiền gì không. Người tính sao bằng ông trời tính. Có ý tưởng nhưng thực hiện còn cồng kềnh. Rồi rồi, mày xong rồi. Cái này là trên bảo mà dưới không nghe đây. Ý là ông áo cam ngồi trên bảo chiếc xe ở dưới không nghe thôi, chứ đừng nghĩ bậy nha anh em. SOS cái lưng. Pha bay xe ra đất của anh thanh niên chính thức khép lại màn hài kịch của 500 anh em đến từ khắp nơi trên thế giới. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Hội Ông 8 Bà 9. Xin chào.